Bạn đang nghe từ kênh Tôi Đọc Sách. Nhớ chùa. Từ thủa ra đi vắng bóng chùa, đường đời đã nhọc chuyện hơn thua. Trong tôi bừng dậy niềm chua xót, sao xuyến mơ về lại cảnh xưa. Thấp thoáng đâu đây cảnh tượng làng, có con đường đỏ chạy lang thang, có hàng tre gợi hồn sông núi, im lặng chùa tôi ngập nắng vàng. Có những cây mai sống trọn đời, bên hàng tùng bách mãi xanh tươi, nhìn lên phảng phất hương trầm tỏa, Đức Phật từ bi miệng mỉm cười. Tôi nhớ làm sao những buổi chiều, lời kinh giải thoát vọng cao siêu, đây ngôi chùa cổ ngày hai buổi, cầu nguyện dân làng sống mến yêu. Vì vậy làng tôi sống thái bình, sớm khuya gần gũi tiếng chuông linh, sắn khoai gạo bắp nuôi thôn xóm, xây dựng tương lai xứ sở mình. Tối đến dân quê đón gió lành, khắp chùa rào rạt ánh trăng thanh, tiếng chuông thức tỉnh lan xa mãi, an ủi dân hiền mọi mái tranh. Trầm đốt hương thơm bay ngạt ngào, thôn trên xóm dưới dạ nao nao, dân làng tắm gội lên chùa lễ, 14:30 mỗi tối nào. Biết đến bao giờ trở lại quê, phân vân lòng gợi nhớ nhung về, tang thương dù có bao nhiêu nữa, cũng nguyện cho chùa khỏi tái tê. Chuông vẳng nơi nào nhớ lạ lùng, ra đi ai chẳng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Thiền sư Huyền Không.